Hoa dừa khô khan như vậy lấy đâu ra mật? Ý bạn là khô như vậy hả? Thiên nhiên thật kỳ diệu và nông sản Việt Nam mình còn nhiều điều hay và khám phá hơn. Nhìn vậy thôi chứ mỗi ngày bạn ấy cho tới 1 lít luôn ấy. Có nhiều ngày lên đến 1,5 lít hay 2 lít nè. Mật hoa dừa tươi, dòng thức uống ngọt lành từ những búp hoa dừa. Để thu được nguyên liệu sản xuất mật hoa dừa tươi thì cũng khá là vất vả. Có những lúc nông dân phải thu ban đêm hoặc là sáng sớm. Lúc đó trời còn mát nên mật chưa có lên men. Nhìn những nụ cười của mấy chú khi thu được nhiều mật mà lòng hạnh phúc. Nhớ đến giai đoạn đầu của khởi nghiệp, ngãi và thi cũng quần quật mất 6 tháng để nghiên cứu và tìm hiểu về bạn ấy. Lúc đầu khi khởi nghiệp, nhiều người phản đối lắm, nói hai vợ chồng bị khùng, lấy hết hoa dừa thì trái dừa đâu ra mà uống. Nhưng bạn biết không, miền Tây đang bị ngập mặn và mỗi năm tình trạng mặn đang cao hơn. Khi mà mặn nhiều thì trái dừa sẽ bị teo hoặc rụng trái, nhưng hoa dừa vẫn phát triển bình thường. Và cái mô hình trồng dừa thu mật giúp gia tăng giá trị kinh tế cho nông hộ từ 3 cho tới 5 lần. Và team hy vọng đây là một phần của lời giải cho bài toán xâm ngập mặn của 10 năm, 20 năm nữa sẽ tới. Nếu như đi An Giang bạn hay tìm nước thốt nốt để uống thì khi về Trà Vinh tụi tôi nhớ tìm mật hoa dừa tươi hữu cơ Sóc Phàm để uống nha. Nông sản quê bạn có gì đặc biệt chia sẻ với Ngải nha. Chiến